sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương và sự giúp đỡ của các dự án tài trợ nước ngoài nên công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong khi các chương trình dự án tài trợ của nước ngoài đã hết thời hạn. Vì thế, quá trình thực hiện mục tiêu không còn người nhiễm mới HIV đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xã Viên Thành là một trong những địa bàn có số người nghiện ma túy và bị nhiễm HIV chiếm tỷ lệ cao của huyện Yên Thành. Nhiều người trong số này đến tuổi trưởng thành, theo bạn bè vào miền Nam làm ăn, do sống buông thả đã dẫn tới bị lây nhiễm HIV qua con đường hút chích. Nhờ được thụ hưởng chương trình dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng Thế giới WB, nhiều bệnh nhân sức khỏe đã tốt dần lên. Thì lúc tôi bệnh như thời gian vừa rồi là ốm nặng rồi, mấy giờ nhờ gia đình và anh em và chính quyền sẽ giúp đỡ tôi để qua cơn hoạn nạn này rồi. Mong rằng những người khác đừng có lầm lời như cuộc đời của tôi. Không thể phủ nhận vai trò của các chương trình dự án hỗ trợ đối với công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Chẳng hạn như huyện Diễn Châu, từ năm 2006 đến nay, địa phương được chương trình mục tiêu quốc gia dự án Tổ chức Sức khỏe Thế giới FHI và dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng Thế giới WB tài trợ. Nhờ phát huy hiệu quả các chương trình này, nên tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS mới ở Diễn Châu giảm hẳn, chỉ còn khoảng 5,3% một năm. Hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Diễn Châu trong những năm qua đã đạt được cái mục tiêu là giảm số người nhiễm mới hàng năm. Đối với dự án FHI thì tăng cường cái công tác năng lực truyền thông, quản lý, hỗ trợ điều trị, chăm sóc người bệnh tại nhà, và đặc biệt là chống kỳ thị phân biệt để làm sao đó mà tất cả các cái người nhiễm và người có nguy cơ cao đều đến với cơ sở để được khám sàng lọc, được phát hiện, nhằm hạn chế cái khả năng lây lan ra cộng đồng. Thông qua sự tài trợ của các dự án nước ngoài như LIGAP, Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS, WB, các bệnh nhân HIV/AIDS trong tỉnh đều được điều trị miễn phí. Cùng với thuốc kháng virus ARV, thì chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone cũng là một bước tiến trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Tỷ lệ lây nhiễm HIV cơ bản được khống chế. Hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, nhất là cho phụ nữ mang thai, được đánh giá kết quả tốt. Tuy nhiên, công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn chưa thực sự bền vững. Trong công tác phòng chống HIV trên địa bàn huyện Yên Thành gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái độ tuổi của người nhiễm HIV, hầu hết là độ tuổi lao động nên là họ đi làm ăn xa. Thứ hai là trình độ của họ là học chưa hết, cấp chưa hết, khó khăn trong công tác tư vấn truyền thông. Thứ ba là kinh phí của chương trình ngày càng hạn hẹp nên là trong công tác truyền thông còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh hầu hết các dự án tài trợ nước ngoài đã hết thời hạn, chuyển sang giúp đỡ về mặt kỹ thuật, chuyên môn. Việc cắt giảm các dự án tài trợ đã dẫn đến thiếu hụt nguồn kinh phí duy trì các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Trong điều kiện cắt giảm thì chúng ta cũng phải thương thảo với các đối tác dự án là trong tình hình chung cắt giảm, nhưng mà có những địa điểm, có những vùng miền thì chúng ta cần phải tăng. Tức là tăng cục bộ để đạt được cái hiệu quả giải quyết các trọng điểm. Và trong cái bối cảnh đó thì như vậy là chúng ta không dàn trải, phải có cái sự đồng đều trong toàn tỉnh và tập trung các cái vùng trọng điểm để giải quyết dứt điểm các cái hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS hướng tới không còn người tử vong do AIDS, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất đó là công tác truyền thông, cung cấp kiến thức nhằm giúp cho người dân hiểu đúng bệnh để phòng bệnh. Trong khi nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia chưa đáp ứng đủ cho hệ thống phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp các ngành và của cả cộng đồng.